15 năm để đưa một cái ý tưởng, cũng là cả một cái tuổi xuân mà tôi gửi gắm vào cùng với Lan Hồ Điệp. Trước khi đến với Lan Hồ Điệp thì tôi đã làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Sau nhiều năm tôi thấy rằng Lan Hồ Điệp nó là một cái loài hoa mà kiêu sa. Chính vì thế nên tôi cứ nghĩ mãi là không biết là nó có phù hợp với điều kiện khí hậu của Hà Nội hay không. Khi đi qua rất nhiều nơi đi tìm các mô hình sau một thời gian rất là dài, và rồi thì tôi quyết định là đem Lan Hồ Điệp về làm tại Đan Phượng. Cái này do giống hay là cho chăm sóc? Khi đưa Lan Hồ Điệp vào đây thì phải nói là cũng rất là mông lung. Ngoài một cái ý tưởng, còn lại khi thực hiện thì là một cái quá trình dài. 1000 mét vuông cho rất nhiều các giống của Lan Hồ Điệp. Không nhớ là tôi đã thử bao nhiêu giống. Tôi cũng không nhớ hết được rằng là đã đi qua những cái con đường khó khăn như thế nào. Nhưng thực sự là rất vất vả. Hoa lan ấy thì nó yêu cầu phải có kỹ thuật cao và phải có cái hệ thống công nghệ cao thì cây lan nó mới phát triển, nó mới tốt được. Tạo được một cây hoa đẹp là phải mất 24 tháng và trải qua 3 giai đoạn và 3 thời kỳ thay bầu khác nhau, và chăm sóc, kỹ thuật và hệ thống dinh dưỡng, tưới nước, quản lý ánh sáng, nhiệt độ, là các giai đoạn đấy là khác nhau hoàn toàn. Cái bảng này là bảng theo dõi nhiệt độ và độ ẩm, và cái dây này là hệ thống cảm ứng nhiệt độ trong nhà và nó điều hành hệ thống tự động. Nó chùm ra ngoài, được gọi là dễ sai vị trí để chuyển cho nó vào trong. Đấy. Nếu những cây nào mà chúng ta không phát hiện sớm thì nó sẽ bị khô cái rễ ở phía ngoài. Đây, ví dụ như thế này. Đây, đấy. Nó dính vào nhau. Đây, nó nhìn này. Những cây này cũng phải được tách ra. Đấy. Nhưng làm thế nào để tổn thương ít nhất? Thì những cái này là đòi hỏi một sự tỉ mỉ vô cùng của người trồng và chăm sóc.
có những thời kỳ mà chúng tôi không có đủ tài chính để đầu tư tại chỗ. Thông thường ấy thì cứ trước rằm Trung Thu hàng năm, chúng tôi sẽ đem những cái cây lá lên Sapa nhờ vào điều kiện tự nhiên, đó là một vùng núi cao, để có thể cho ra những cái mầm hoa. Vì khi đó thì Sapa đã bắt đầu lạnh. Sau đó thì lại đem những cái bông hoa lan mà sẽ khoe thoát sắc vào dịp Tết, đem trở lại Đan Phượng và chăm chiều nó ở đấy để tạo cho ra những bông hoa rất đẹp trong vòng 24 tháng. Thực ra thì loài lan là một loài hoa rất đồng đảnh, nhưng nó cũng là một cái loài hoa hiểu được mong muốn của con người. Bởi vì là riêng lan hồ điệp, chúng ta có thể dùng những cái tác nhân nhân tạo để cho ra hoa theo ý muốn. Cái quan trọng nhất là người làm về hoa phải có sự yêu và đam mê về hoa thì nó mới nắm bắt được nhanh về những cái nhu cầu của nó. Cho đến nay thì chúng tôi đã đi qua như thế là 15 năm để đưa một cái ý tưởng, cũng là cả một cái tuổi xuân mà tôi gửi gắm vào cùng với lan hồ điệp. Để thành công được như ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng là tôi phải cảm ơn rất nhiều người, trong đó có những bạn rất trẻ, những bạn mà đi cùng với tôi, những bạn mà gần như là chưa biết gì về lan hồ điệp. Có lẽ là nó có một cái duyên để các bạn ấy ở cùng tôi dài như thế, mười mấy năm như thế. Một năm đã qua, thực sự là tôi rất là xúc động. Có lẽ là cái bước đường của chúng tôi sẽ rất còn dài. Đầu tiên thì tôi muốn nói đến những cộng sự của mình. Tôi cảm ơn họ. Họ đã đứng cùng với tôi trong từng đấy năm, và tôi tin họ sẽ đi tiếp. Còn đối với người chơi thì tôi chỉ muốn nói rằng là để có được những bông hoa đẹp, đó là một sự kỳ công của những người nuôi trồng. Họ gửi gắm ở đấy không phải chỉ là công sức, là tiền bạc, mà phải có tâm mới làm được. Nên tôi nghĩ rằng là một cành hoa đưa cho người chơi, đó là cả một tâm huyết của rất rất nhiều người, không riêng gì mình tôi.